Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, với Cha trị đến, với Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được quay lại ngài và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa chư tâm lỗi những thứ chúng con ra khỏi sự dữ dằn. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận xe cứu thương để phục vụ cho tất cả các bệnh nhân ở trong phòng khám của điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương và cho không. Chúng con mua chiếc xe này là 755 triệu, đó là số tiền mà con đưa cho anh Biền. Còn phụ thêm chút đỉnh gì thì con không biết, bởi vì con không nghe anh Biền nói thêm. Nhưng mà con nghĩ rằng không thể nào không có phụ thêm, nhưng mà anh giấu không cho con biết thì con không biết phải làm sao. Thôi thì con biết cái chiếc xe này là 755 triệu. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có một chiếc xe này để cứu giúp tất cả các bệnh nhân hiểm nghèo trong cơn nguy hiểm, trong cơn nguy kịch, để chúng con đưa họ đến nơi để họ có sức khỏe, để họ hy vọng họ được sống lại. Thì đây là điều mong mỏi của chúng con. Hôm nay Chúa đã cho chúng con được thành toàn. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đặc biệt là chúng con cảm ơn gia đình của chú Tệt và cô Lâm ở bên Canada đã bỏ số tiền 755 triệu để mua chiếc xe cứu thương này. Chúng con cảm ơn hai ông bà ở bên Canada rất là nhiều, chú Tệt và cô Lâm đã sẵn lòng để mà bỏ tiền ra để mua xe cứu thương, cứu giúp những người nghèo khổ, cứu giúp những người khó khăn trong giai đoạn này. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành và ban phúc lành cho gia đình của chú Tệt và cô Lâm, cũng như con hai ông bà là đạo Phật. Cầu xin Đức Phật gia hộ cho hai ông bà và con cái của gia đình hai ông bà được bình an mạnh khỏe trong những năm tháng ở trần thế này. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc lành cho gia đình của anh Biền và tất cả những người ở dưới anh Biền đã có công, ra công để mua chiếc xe này và đã dẫn chiếc xe về tới đây. Đó là cái công trạng mà chúng con cầu xin Chúa ban phúc lành cho họ. Bây giờ chúng con làm phép chiếc xe để xin Chúa đưa người bệnh đi đến nơi về đến chốn. Là Chúa, xin Chúa hãy làm phép và thánh hóa chiếc xe này để những ai tin tưởng sử dụng chiếc xe này được Chúa ban ân phúc ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lá mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lá. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lá, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lá. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con làm nghi thức để tiếp nhận xe và xin Chúa thánh hóa chiếc xe này để chúng con hướng dẫn những người bệnh tật đi đến nơi an toàn để họ được có sức khỏe, để họ trở về quê hương, họ thờ lại các đấng họ tôn thờ. Đó là lòng thành của chúng con. Bây giờ chúng con xin mời chú Năm đại diện điểm Chữ Thập Đỏ nói về lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bữa nay tôi thay mặt là điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương tôi không, rất vui mừng và hứng khởi được là tiếp xe mà các nhà Mạnh Thường Quân trại thờ. Thì tôi cũng thay mặt là cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ cảm ơn những nhà trại thờ đó. Mong rằng chiếc xe này sau khi mà những người hết bệnh cũng đưa về tới nhận
tới gia đình hoặc những người mà yếu thấy là coi là khả năng thế thì cũng chuyển đến bệnh viện kịp thời để là coi như là phúc cấp. Một lần nữa không biết nói gì hơn, thay mặt điện thoại cảm ơn những mạnh thường quân mà hai vị là tôi nãy là coi như là cha Tường đã có nói rồi, tôi cũng coi với là chú Huyền cũng là có công sức trong chiếc xe này. Và một lần nữa cảm ơn là gia đình chú cũng không rằng những nhà trời trợ tiếp nữa thì có giỏi, thật thật cảm ơn. Cuối cùng chúng con cảm ơn chú Năm đã thay mặt cho chính quyền địa phương để tiếp nhận chiếc xe này và thay mặt cho điểm mà chữ thập đỏ để mà đón nhận chiếc xe này để đưa rước những bệnh nhân. Đó là công đức của chú Năm. Thì chúng con một lần nữa cảm ơn anh Quân và tất cả những anh em đang đi cùng với anh Quân, đó là những người ở dưới anh Biền để hy sinh lo lắng cho phòng khám có được chiếc xe này. Thành tâm cảm ơn anh em. Cuối cùng chúng con cảm ơn gia đình của chú Tợp và cô Lâm và tất cả các anh em của gia đình chú Tợp cô Lâm đã giúp cho chiếc xe này. Bây giờ xin Chúa ban bình an cho chiếc xe này để họ đi đến nơi về đến chốn, sau đó cha mới mở khóa xe và tiếp nhận bệnh tật. Chúa ở cùng anh chị em. Giờ ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả những anh chị em đi trên chiếc xe này được bình an. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa. Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sẽ lan vui vẻ vô cùng. Amen. Bây giờ cho cha mở khóa xe nhé. Cha đạp côn luôn. Cha đạp hết côn luôn. Côn. Một chân phanh, một chân côn. Mấy cái này là chỗ để có gạt y tế. Coi như mọi sự tốt lành hết. Cuối cùng cho cảm ơn con. Cái này là cái học để mình để thuốc các bạn. Trên nó có đèn báo và còi báo. Rồi được rồi ha. Cái này là khi mà đi cà số, cái này là số khung nha cha. Cà số lúc đi kiểm định đó cha. Cái này là số khung. Số khung. Nhưng mà trường chắc nó biết không? Cũng không biết đâu. Nhưng mà cha biết ha. Dạ. Bây giờ con biết gì cho cha thì mở này lên là số khung. Số khung. Dạ. Số sườn là nó luôn đó hả? Máy đây. Máy trong.
dính lên, dính 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 dính. Nhưng mà nãy các bạn nghe tiếng đồng hồ nổ hoàn toàn êm ha. Nhập khẩu từ Hàn Quốc. Xe nhập khẩu từ Hàn Quốc các bạn. Nhưng mà cái đó là chắc nhà nước có biết không? Không biết, không. Ý là con chỉ chỗ này. Dưới gầm này. Dưới gầm này, dưới khu vực chỗ này. Khi mình đi đăng ký họ dồn. Đến lúc dồn người ta phải đi kiếm. Cái này là số máy. Dạ, số này là số máy, là số khung. Cái này được nhập về từ cảng Hải Phòng đi vào. Xe này sẽ là mình nhập hết khung đập bánh vào lại. Mới nổ máy. Còn cha phải xe dầu. À tại xe dầu nhỉ? Xe này đấy, xe số là còn xe xăng của cha thì không cần. Không, xe nào vậy? Mấy lại còn cái túi đen. Cho số tới. Cho số tới. Đó là số tới, số kia đây bỏ số không thôi. Con trả gì là mong no, mong no đi. Mong no chưa? Mong no là không số đó không? Không số rồi, số tới rồi. Một số đó thôi, số 2, số 3, số 4, giống như số kia vậy đúng không? Số kia vậy, nghĩa là còn là chỉ có khó là khó số ghe thôi. À, số ghe này sao? Số ghe đó, số ghe này nhé. Bình thường là không có số. Bình thường là không. Giờ không số chưa? Không số chưa? Dạ, không số. Tại vì không số là ghe lại rồi. Dạ. Trả số ghe. Ghe đó. Là ghe, có số 1 thôi là ghe đó. Nhưng bắt buộc cha mình nhấc cái này lên nhé. Rồi, rồi. Nếu cha không nhấc cái này, cha không nghe được. Nếu mà cha không nhấc cái này là số 1 ngoài là số 1. Số tiếng. Hành quá ha. Con nhấc cái này lên cha. Rồi, cha hiểu rồi. Nếu hai ngón tay đâu nhấc này lên. Rồi, rồi. Chỉ có số ghe là vậy thôi. Chỉ có số ghe thôi, còn bình thường là cha cứ cầm lên. Không gái, không đăng, không cẳng cái cô hết, cô đi. Là những bị khói gì hết.
cho nên mình cho nên đi á. Khi chân đè chân cồn nếu chạy hạn chế đè chân cồn. Nếu mà xe mà mới nhiều lúc không biết là người ta cứ đè hoài chân cồn hoài á. Nó giờ nó đó. Nó mạnh á, xe mới nha. Cái đầu mới em ghi trên thành phố đi xuống đây cũng đi sớm lắm anh. Cái này là nó nhập về hai tàu. Cái này nhập về đúng rồi. Nhập mấy tháng nó mới về tới đây. Đi về cả hai phòng mới về cắt lái. Cái đó thì ở dưới ở Sài Gòn có cái showroom bán về là anh là những cái showroom của Lâm Tiên Lâm chỉ dạo đây.